Sám hối chính là phản tỉnh, kiểm điểm. Đến lúc nào thì cầu sám hối? Không thể định ra một cái thời gian. Thời thời khắc khắc phản tỉnh, thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Chúng ta là phàm phu, việc này thì bản thân nhất định phải khẳng định. Chúng ta không phải là thánh nhân. Nếu đã là phàm phu thì sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, làm gì có đạo lý không khởi tâm động niệm? Khởi tâm động niệm thì không đáng sợ. Đáng sợ là bạn không giác ngộ. Sợ là bạn tùy thuận theo ý niệm vọng tưởng của bạn, vậy thì phiền phức to rồi. Cho nên người xưa nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bạn phải thời thời khắc khắc mà cảnh giác. Ta khởi cái ý niệm này, ngôn ngữ của ta, hành vi của ta có tương ưng với Bồ Đề Tâm hay không? Có tương ưng với Thập Thiện Nghiệp Đạo hay không? Có tương ưng với Lục Độ hay không? Có tương ưng với Phổ Hiền Thập Nguyện hay không? Nếu quả là tương ưng vậy thì được rồi. Bạn là đang tinh tấn ở trên đạo Bồ Đề. Khi không tương ưng phải mau chóng hồi đầu. Nhất định là phải tương ưng. Không tương ưng nhất định là tương ưng với tham sân si mạng, cùng với tự tư tự lợi. Tương ưng với danh văn lợi dưỡng. Nếu tương ưng với những thứ này, vậy là đang tạo nghiệp tam độ. Mười pháp giới bày ra ngay trước mắt chúng ta là mười con đường. Rốt cuộc thì chúng ta đi con đường nào? Phải hướng về cái mục tiêu chính xác, nhất định không thể có một chút sai lầm nào. Như vậy thì mới có thể làm đến được niệm bất thối. Như vậy thì mới có thể làm đến được niệm bất thối. Niệm bất thối là niệm niệm tương ưng với vô thượng Bồ Đề. Cổ đức nói, niệm niệm đều lưu nhập ta bà khổ hải. Ta bà khổ là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là nhất thiết chủng trí. Chính là cái chữ Phật này mà chúng tôi thường hay nói. Phật là dịch ra từ tiếng Phạn. Cái ý nghĩa của nó có hai loại. Một cái là trí huệ, một cái là giác ngộ. Trí là thể, giác là dụng. Ở trong trí thì có ba loại chủng trí, gồm có nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Cái niệm bất thối này mà niệm niệm tương ưng với nhất thiết chủng trí, đây là loại cao nhất trong ba loại đã nói, viên mãn nhất. Nhất thiết trí là thanh văn duyên giác chứng được. Đạo chủng trí là hàng Bồ Tát chứng được. Nhất thiết chủng trí là trí huệ cứu cánh viên mãn ở trên quả địa Như Lai. Nó tương ưng với cái này. Cho nên cái niệm bất thối này, Pháp Thân Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói viên giáo sơ trụ chứng được niệm bất thối. Đương nhiên có niệm bất thối thì gì bất thối, hành bất thối, hết thảy đều có. Chứng được gì bất thối thì rất hiếm thấy có hành bất thối. Hành có thể thối, niệm có thể thối, nhưng gì của họ thì không thối. Chứng được hành bất thối, niệm của họ có thối thì gì cũng không thối. Cho nên
chứng được tam bất thoái. Đây mới là A Di Diệt Trí chân thật. Là viên giáo sơ trụ Bồ Tát vừa mới chứng được niệm bất thối. Nhưng mà A Duy Diệt Trí Bồ Tát là một A Duy Diệt Trí Bồ Tát thật sự thì là thất địa trở lên. Thất địa trở lên thì là bát địa. Bát địa gọi là bất động địa, chân thật là bất thối rồi. Nhưng mà từ thất địa trở xuống, những vị Bồ Tát này niệm vẫn còn sẽ thối, tiến thối thối. Nhưng mà họ thối đến mức thấp nhất thì cũng không thối đến viên giáo sơ trụ. Viên giáo sơ trụ là mức thấp nhất của họ, sẽ không bị thối xuống. Khẳng định họ là Pháp Thân Đại Sĩ. Họ không thể để thoái mất hết Pháp Thân. Họ không thể nào như vậy. Đây là ở trên Kinh Đại Thừa Phật thường hay dạy bảo chúng ta. Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay chú giải Giảng Sanh Kinh. Giảng Sanh Kinh chính là Tịnh Độ Tam Kinh, đều là cầu giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên tương lai các vị xem thấy ở trong chú sớ Giảng Sanh Kinh của chư cổ Đại Đức thì các vị hiểu được đây là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà. Ba bộ kinh này đều gọi là Giảng Sanh Kinh. Ở trong chú giải, chú thích A-duy Diệt Trí đều là nói đến thất địa trở lên. Cho nên việc này thật sự là không thể nghĩ bàn. Pháp môn tịnh độ vi diệu. Ngũ nghịch thập ác, mười niệm thành tựu, đới nghiệp giảng sanh, sanh về hạ hạ phẩm, đều được tam bất thối. Đây là sự thật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta đối với những người tạo tác tội nghiệp thì không dám xem thường. Chúng ta nhất định phải vô cùng tôn trọng họ. Vì sao vậy? Vì một khi mà giác ngộ rồi, đến lúc lâm chung, thật sự quay đầu trở lại sám hối nghiệp chướng của chính mình, một lòng cầu sanh tịnh độ, thì mười niệm thật sự có thể giảng sanh. Giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể là phẩm vị của họ còn cao hơn ta. Vì nếu chúng ta xem thường họ, khi đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc gặp được chắc chắn sẽ rất là xấu hổ. Việc này đã có thí dụ. Vua A Xà Thế cấu kết với Đề Bà Đạt Đa phá hoại Phật Pháp, tạo những tội ngũ nghịch thập ác. Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục A Tỳ, còn vua A Xà Thế đến lúc lâm chung sám hối, biết được mình cả đời đã gây tạo ra điều sai. Lúc lâm chung đã hối hận và phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Những vị học trò này liền đi thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật. Vua A Xà Thế ngũ nghịch thập ác, ông niệm Phật vẫn sanh thế giới Cực Lạc. Sanh đến thế giới bên đó, ông được phẩm vị như thế nào?
Thích Ca Mâu Ni Phật liền nói với mọi người là thượng phẩm trung sanh. Việc này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Do đó chúng ta mới hiểu được sức mạnh của việc sám hối không thể nghĩ bàn. Ngạn ngữ của chúng ta thường nói lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng. Họ thật sự mà quay đầu giác ngộ thì họ là người tốt trong những người tốt. Không thể xem thường họ được. Chúng ta ngày nay học Phật đã hiểu được rồi. Cũng như Đề Bà Đạt Đa, Vua A Xà Thế đều là chư Phật Như Lai đang ở đó biểu diễn, biểu diễn cho chúng ta xem. Không phải là người phàm. Họ là đến để giáo hóa chúng ta, để chúng ta hiểu được pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bạn tu thập thiện, thọ trì ngũ giới, tu thập thiện, một đời làm người tốt, niệm Phật cũng được giảng sanh. Bạn là thì hiện chính diện để dạy người hành thiện, còn người đó thì hiện là không việc ác gì không dám làm, đến lúc lâm chung có thể hồi đầu sửa đổi hướng thiện, thật hiếm mà có, nên cũng có thể khởi phát được với rất nhiều người tạo ác. Người tạo ác, các vị xem, họ mà hồi đầu rồi, quả báo của họ cũng không tệ. Chúng ta mau mau hồi đầu, vì là đã độ được những người không ác gì không làm rồi. Cái công đức đó thì không thể nghĩ bàn. Cho nên cách làm của Phật Bồ Tát thì chúng ta không có cách nào để mà tưởng tượng được. Cho nên bất luận là họ thể hiện từ ở phương diện nào cũng đều là để lợi ích chúng sanh. Ở trong giảng sanh truyện, ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta cũng xem thấy có rất nhiều người làm ác. Đến lúc lâm chung, giảng sanh thoại tướng đều vô cùng tốt. Pháp sư Quánh Kha đời nhà Tống là một thí dụ tốt trong hàng xuất gia, phá giới, không giữ thanh quy. Đại chúng ở trong tự viện đều xem thường đối với ông. Bản thân ông, nhưng mà căn tánh hạ liệt của ông rất nặng, không cưỡng lại nổi sự mê hoặc. Bản thân không có cách nào kiềm chế chính mình, vì thế nghĩ đến chính mình, khởi tâm đồng niệm, tất cả mọi hành vi khẳng định là sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Nghĩ đến sự việc này thì ông liền thấy khủng khiếp, liền thấy sợ hãi, liền thỉnh giáo với Đồng Liêu, với Đồng Tham đạo hữu, có cách nào để cứu ông hay không. Có một vị đồng học đã cho ông một quyển giảng sanh truyện. Sau khi ông đọc xong thì rất cảm động. Niệm A Di Đà Phật thì có thể cầu sanh tịnh độ, vậy thì sẽ không bị đọa địa ngục rồi. Ông tin tưởng, ông cũng thật sự có dũng khí, liền hạn quyết tâm niệm Phật để cầu A Di Đà Phật. Đóng cửa liêu phòng của mình lại, ở trong phòng niệm Phật suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm, cũng không ngủ nghỉ, cũng không uống nước. Niệm 3 ngày 3 đêm thì A Di Đà Phật hiện đến.
Vì chân thành, tâm chân thành, chân thành cầu sám hối. A Di Đà Phật nói với ông, dương thọ của ông vẫn còn 10 năm nữa, từ nay trở đi ông hãy tu hành cho tốt. Sau 10 năm nữa, đến lúc ông lâm chung, ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Oánh Kha Pháp Sư suy nghĩ, không được rồi. 10 năm, bản thân ông không kiềm chế nổi sự mê hoặc, không biết là lại tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp nữa. Ông liền nói với A-di-đà Phật, 10 năm thọ mạng của con không cần nữa, con muốn đi với Ngài lúc bây giờ. Tâm rất khẩn thiết. Sau khi A-di-đà Phật nghe xong, liền nói với ông, như vậy được rồi, sau 3 ngày nữa ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Ông vui mừng hết sức, vì sau 3 ngày nữa ông sẽ được giảng sanh. A-di-đà Phật đã nhận lời với ông như vậy, cho nên ngày hôm sau mở cửa ra nói với mọi người, 3 ngày nữa ông sẽ giảng sanh Tịnh Độ rồi. Không có một ai tin. Con người ông như vậy, đóng cửa lại không biết đã làm những gì trong đó, thế mà 3 ngày nữa ông sẽ giảng sanh Tịnh Độ sao? Nhưng mà thời gian của 3 ngày thì không dài. Được, đợi đến 3 ngày nữa, đợi xem thì sẽ rõ. Đến ngày thứ 3 hôm đó, ông yêu cầu các đồng tu trong chùa, mọi người niệm Phật tiễn ông giảng sanh. Vì đây mọi người rất hoan hỷ, mọi người chúng tôi niệm Phật tiễn ông, xem ông có đi được hay là không. Niệm được chưa tới 15 phút, quả nhiên ông nói A-di-đà Phật đến rồi, thì liền đi với A-di-đà Phật. Ông không hề bị bệnh, cứ như vậy mà giảng sanh. Đây là sám hối giảng sanh. Bình thường không có công phu gì, ông chẳng qua chỉ là 3 ngày 3 đêm mà thôi, niệm 3 ngày 3 đêm. Cho nên chúng ta từ ở chỗ này thì có thể tin tưởng được. Trên kinh đã nói, niệm một câu A-di-đà Phật thì tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Nhưng mà phải niệm như thế nào? Thành tâm thành ý mà niệm. Như chúng ta đây chỉ có miệng niệm mà không có tâm, vậy thì không được. Làm sao mà có được tác dụng lớn như vậy chứ? Như Quánh Khả Pháp Sư, đó là thật. Ông trong 3 ngày 3 đêm, mỗi một câu Phật hiệu, mỗi một tiếng Phật hiệu đã tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Vì sao vậy? Ông thành tâm. Ông đối với thế gian này, hết thảy vạn duyên đều đã thật sự buông xuống. Ông một lòng cầu giảng sanh. Chúng ta tuy rằng trong miệng có niệm Phật, nhưng tâm thì vẫn đang khởi vọng tưởng. Điện thoại vừa reo thì lập tức đi nghe điện thoại, ông Phật liền đã quên mất rồi. Vậy thì làm sao mà được chứ? Đây là giả, đâu phải là thật. Không thể tiêu được nhiều tội nghiệp như vậy. Cho nên phải hiểu cái đạo lý này. Bởi vì sao mà ông niệm có hiệu quả, còn hiệu quả của chúng ta thì rất kém, không thấy được hiệu quả. Vì có cái nguyên nhân, tâm không như nhau. Tuy rằng miệng niệm Phật nhưng tâm lại không tương đồng. Cổ Đức nói, chúng ta những người niệm Phật này là miệng niệm di đà, tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng uổng công. Chúng ta là thuộc dạng như vậy đó. Đều phải hiểu được, phải rõ ràng. Chúng ta đem những thói hư tật xấu mà cải đổi lại, thì công phu của chúng ta mới đắc lực. Sau khi công phu đắc lực rồi thì tình hình sẽ có khác. Bạn dù là không cầu mau chóng đi đến thế giới cực lạc, bạn hiện tại sống ở thế gian này so với cực lạc không có gì khác. Mỗi ngày tự mình niệm Phật nghe Pháp, vì người diễn nói chính là giáo hóa chúng sanh. Diễn là biểu diễn, làm gương cho mọi người xem. Những việc mà biểu diễn ra đều có một cái nguyên tắc bất biến, đó chính là đối trị. Đối trị phiền não tập khí của chúng sanh. Chúng sanh hiện tại ở thế gian này,
tạo nghiệp rộng khắp. Chúng ta thị hiện không tạo ác nghiệp. Bất luận là vào lúc nào, có người nhìn thấy hay là không có người nhìn thấy đều như nhau. Không có người nhìn thấy thì có quỷ thần nhìn thấy. Nhất định không tạo ác nghiệp, nhất định không khởi ác niệm. Người hiện tại tự tư tự lợi, đây là gốc bệnh. Chúng ta phải thể hiện đại công vô tư. Hiện tại người thế gian bất hiếu với cha mẹ thì chúng ta phải làm gương hiếu dưỡng phụ mẫu, làm gương cho xã hội đầy chúng xem. Người hiện tại không tôn trọng thầy cô, chúng ta phải thể hiện tôn trọng thầy cô. Đây chính là giáo hóa chúng sanh, dùng hành vi để mà giáo hóa. Hiện tại con người không tin lẫn nhau, hoài nghi đối với người khác, chúng ta đối với người thì tin tưởng. Họ lừa ta cũng vẫn tin họ. Họ hại ta vẫn tin họ. Vì sao vậy? Ta muốn dạy tất cả chúng sanh tín nhiệm người khác. Ta không sợ bị hãm hại, ta cũng không sợ bị quỷ bán. Vì sao vậy? Tôi làm như vậy thì sao vậy? Năm nữa bạn sẽ hồi đầu. Vì sao chứ? Vì tôi tin vào bổn tánh thiện của bạn. Bạn sẽ có lương tâm. Một ngày nào đó lương tâm phát lộ ra rồi thì bạn sẽ hiểu được tôi không phải là người xấu, mà tôi là người tốt. Bạn làm bạn với tôi là đúng rồi, tôi không có hại bạn. Bạn hại tôi thì có thể, chứ tôi không hại bạn. Bạn lừa gạt tôi thì có thể, còn tôi thì không lừa gạt bạn. Cho nên phải vì xã hội đại chúng mà làm một tấm gương tốt. Không thể giống như người trong xã hội đại chúng. Người ta làm như vậy thì tôi cũng làm như vậy. Người ta đi xuống tam đồ thì bạn cũng theo họ đi vào tam đồ. Vậy thì bạn sai rồi, bạn không có trí huệ. Cho nên luân lý đạo đức, hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, chúng ta nhất định phải làm cho được. Phật dạy bảo chúng ta tam phước, tam học, lục độ, chúng ta cũng phải làm cho được. Lục độ thực tại mà nói chính là để đối trị sáu loại bệnh lớn của chúng sanh. Bố thí là đối trị sang tham. Chúng sanh không chịu tu bố thí, keo kiệt, tham tài, tham không biết chán. Chúng ta phải làm ra để cho họ xem. Chúng ta đối với thế xuất thế gian, tất cả pháp đều không có lòng tham muốn. Hoan hỷ bố thí, hoan hỷ cúng dường, càng thí càng có nhiều, càng cúng dường càng giàu thêm. Người chân thật chịu học theo Phật thì bạn sẽ có thể hiểu được. Cái hiệu quả này bạn tự mình sẽ có được, bạn mới tin tưởng Phật nói ở trên kinh là thật, không phải là giả. Mỗi câu đều là chân thật. Bạn đạt được những phước báo này, bạn bố thí tài thì được tài phú, bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Khi đạt được tuyệt đối không phải tự mình hưởng thụ.
Khi đạt được thì nhất định phải giúp đỡ những chúng sanh nghèo khổ. Có như vậy thì phước báo càng ngày càng lớn hơn, tích công lũy đức. Vô lượng vô biên phước huệ hiện tiền rồi, bản thân vẫn là không khởi tâm, không đồng niệm. Cái phước báo này cúng dường tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới, nhất định không có phân biệt. Người này học Phật, tôi sẽ bố thí họ. Người kia không học Phật, bài xích Phật giáo, còn muốn tiêu diệt cả Phật giáo nữa, thì càng phải bố thí cho họ, càng phải chăm lo cho họ. Vì sao vậy? Vì để làm cho ý niệm đó của họ chuyển trở lại. Cho nên nói người như thế nào thì phải độ họ trước tiên. Người không tin tưởng Phật, người bài trừ Phật Pháp, đó là người mà chúng ta phải chăm sóc trước tiên. Vì sao mà họ bài trừ Phật Pháp? Vì sao họ không tiếp nhận Phật Pháp? Vì họ đối với Phật Pháp không hiểu rõ, không nhận thức được. Lỗi lầm không phải ở họ, lỗi lầm là ở những người truyền dạy như chúng ta, những người học Phật như chúng ta, chưa có làm được tấm gương tốt để cho họ xem. Cho nên thật sự có thể làm được ngũ giới thập thiện thì chính là một tấm gương rất tốt. Các đồng học học Phật, tại gia hay là xuất gia, người người đều có thể tuân thủ ngũ giới thập thiện, thì tôi tin Phật giáo ở tại thế gian này sẽ khiến cho rất nhiều người hiểu lầm về Phật Pháp, hết thảy đều quay đầu lại mà học Phật. Nếu như những gì chúng ta làm ra vẫn là thập ác, vẫn là bất thiện, người ta xem thấy cho rằng Phật giáo không thể học được rồi. Tự nhiên thì họ sẽ sinh ra sự hiểu lầm, sinh ra sự bài xích. Cho nên mà nói lỗi lầm không phải là ở họ, mà là ở chính mình. Chúng ta tự mình làm chưa tốt, tu chưa được tốt, hoằng dương Phật Pháp chưa đắc lực, nên mới sinh ra những sự tệ hại này. Trong đời này của chúng ta có thể gặp được cái pháp môn này thật không phải là chuyện dễ dàng, nhất định phải biết quý trọng. Trên kệ khai kinh nói là trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Đây là nói việc chúng ta gặp được Phật Pháp, trong Phật Pháp lại gặp được pháp môn Tịnh Tông, thì phải thêm trăm nghìn vạn kiếp khó tìm cầu nữa. Cho nên thật sự là có cái nhân duyên hy hữu, nên chúng ta ngày nay có thể gặp được. Chúng ta muốn giảng sanh thật sự thành tựu ngay trong một đời này, thì đây mới gọi là thành tựu chân thật cứu cánh. Bạn ở tại thế gian, bất luận theo đuổi sự thành tựu của một ngành nghề nào cũng đều là giả. Thế gian vô thường, mặt trời rồi sẽ có ngày tắt lụi, trái đất rồi sẽ có ngày diệt vong. Bạn thì có cái gì mà vĩnh viễn được cơ chứ? Không có. Cho nên cái thực sự vĩnh hằng là giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Đây mới là sự vĩnh hằng. Chúng ta tu học vì sao mà không đắc lực? Nói lời thật lòng là chân tướng sự thật chưa nắm được rõ ràng. Thật sự nắm được rõ ràng minh bạch rồi, nếu hỏi thử bạn thế xuất thế gian
tất cả những trần duyên này, bạn có buông xả hay không? Đương nhiên buông xả rồi, sẽ không tiếp tục làm những thứ này nữa. Không những là người có tuổi tác cao nên buông xả, người trẻ tuổi cũng nên buông xả. Vì sao vậy? Vì không kịp nữa rồi. Đây mới là một chuyện đại sự duy nhất ở trong đời này. Bản thân khi bình thường tùy phần tùy lực đem pháp môn này giới thiệu cho đại chúng, đây là nghĩa vụ và bổn phận của chúng ta, là việc phải nên làm. Cái tâm này cùng với nguyện của Phật hoàn toàn tương ưng. Hoàn nguyện của A Di Đà Phật là hy vọng tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới mau chóng thành Phật. Cho nên đã xây dựng cái đạo tràng này ở Tây Phương Tịnh Độ để mà giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Khó khăn nhất là giúp đỡ những chúng sanh mà nghiệp chướng còn chưa đoạn. Đây là một sự việc mà không có cách gì tưởng tượng được. Đây là đới nghiệp vãng sanh. Những người này đến cực lạc thế giới đều có thể thành tựu được. Vậy thì còn có ai không thể thành tựu không? Tâm của chúng ta cùng tâm của Phật như nhau. Tâm của Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, là giống như tâm của Phật. Nguyện cùng với nguyện của Phật là như nhau. Nguyện của Phật ở trên bộ kinh này nói được rất rõ ràng, 48 nguyện. Nguyện nguyện đều là phổ độ chúng sanh. Chúng ta đem 48 nguyện làm thành bổ nguyện của chính mình. Ta cùng A-di-đà Phật là đồng tâm, đồng nguyện. Sau đó thì tự nhiên sẽ đồng đức, đồng hạnh. Vậy thì làm gì có đạo lý không vãng sanh chứ? Bản thân quả nhiên có thể đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà xả bỏ. Chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không phải là phàm thánh đồng cư độ, mà là thật báo trang nghiêm độ. Phàm phu chúng ta có thể làm được hay không? Cổ đức có nói, thật báo trang nghiêm độ là Bồ Tát vãng sanh đến. Phương tiện hữu dư độ là tiểu thừa A-la-hán vãng sanh đến. Còn như muôn vàn chúng sanh như chúng ta chỉ có sanh đến phàm thánh đồng cư độ. Đây là ngày xưa có một số đại đức đã nói cách nói như vậy, nhưng mà cách nói này đã bị Thiện Đạo Đại Sư phủ nhận. Các vị hãy xem Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Tứ Thiếp Sớ thì bạn sẽ biết Thiện Đạo Đại Sư là người thời nhà Đường, là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta. Truyền thuyết Ngài cũng là Phật A-di-đà tái lai. Vậy thì lời của Thiện Đạo Đại Sư chính là lời của A-di-đà Phật tự mình nói ra. Cách nói của Ngài như thế nào? Ngài nói tứ độ tam bối cũ phẩm vãng sanh đều ở tại gặp duyên không đồng. Sau khi chúng ta nghe xong câu nói này thì
phấn khởi vô cùng. Nếu như chúng ta gặp được cái duyên thù thắng, thì phàm phu sát đất như chúng ta cũng có thể sanh đến Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Cho dù là Bồ Tát, Bồ Tát mà nếu không gặp được cái duyên thù thắng thì có thể là cũng sanh đến Đồng Cư Độ, hoặc giả là Phương Tiện Độ. Cho nên nói là ở tại gặp duyên không đồng.